Bạn đang cần tìm một server SMB hay và ổn định để chơi. Và đây là server vừa được thành lập với SMB cực kỳ hay mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Đó là server 2077MC với cách thức đăng nhập đơn giản. Server hiện đang có 3 cụm chính là SMB, KMI và Random Kit. Bạn có thể tham gia server từ phiên bản 1.16 trở lên. Ping của server luôn được giữ mức ổn định. Bạn sẽ không cần phải lo về vấn đề mạng lag mỗi khi chơi game. Server còn có khu để các bạn luyện kỹ năng bắt cua và cùng đua top với những người chơi khác. Khi tham gia SMB, bạn sẽ được cung cấp những trang bị xịn sò cho người bắt đầu. Với cửa hàng đa dạng, bạn có thể trao đổi, mua bán và cày cuốc để kiếm thêm tiền trong server. Server sẽ hướng dẫn tận tình cho những bạn mới bắt đầu chơi. Với giao diện độc lạ, thú vị sẽ giúp tăng phần chất lượng cho quá trình chơi của bạn không bị nhàm chán. Bạn có thể sinh tồn với hàng trăm người chơi khác, học hỏi những kỹ năng mới và xây dựng nên một đế chế của riêng bạn và đối đầu với hàng trăm người chơi khác. Còn chần chờ gì nữa, hãy đến ngay server 2077MC để có trải nghiệm chơi Minecraft SMB một cách đầy thú vị. IP và Discord của server mình sẽ để link dưới phần mô tả và bình luận của video này. Yo và xin chào mọi người, trong sở vợ cho con và là mình gần đây. Và hôm nay mình sẽ chơi Minecraft sinh tồn SMB nha. Ok, và trước khi bắt đầu video này, các bạn hãy ủng hộ mình cái chiến like, sẽ đăng ký nha. Ok, và không tin nữa, bắt đầu video rồi, let's go. Ok rồi mọi người, thì hiện tại mình đang ở trong cái server 2077MC đây. Và hôm nay mình sẽ chơi sinh tồn Minecraft SMB nha. Đây, hiện tại thì server này mới mở các bạn ạ, cho là chưa được nhiều người chơi lắm. Cho là các bạn nào muốn sinh tồn SMB nhiều người hay cho là cho sinh tồn chung với mình thì hãy cho server 2077MC để có thể trải nghiệm chơi SMB với mình nhé. Ok, và bây giờ mình sẽ vào cụm SMB của server này để mà chơi luôn nha. Ok, và các bạn thì mới vô thì server nó sẽ cấp cho mình một cái những cái trang bị cho những người mới nè. Đấy, áo mũ cho dành cho starter nè mọi người, và kiếm nữa, và ít thức ăn để mình chơi. Ok, và bây giờ mình sẽ trang bị hết những cái thứ này để chuẩn bị vô để mình sinh tồn SMB thôi. Và ở trong đây thì mình sẽ có cửa hàng nè mọi người để trao đổi mua bán cày cuốc nè. Và ở đây thì mình sẽ có là những cái lệnh để mà các bạn có thể chơi nè. Đây ví dụ có shop để mà bán nè mọi người, sell on là bán nè. Và có thể chơi team luôn nha. Và nếu như bạn nào mà muốn tham gia team SMB của mình thì hãy comment phía bên dưới và sau đó vào server này chơi, có thể lập team với mình để có thể mà chơi sinh tồn nhé. Ok, thì tiếp theo là có skill nè mọi người. Skill là mình sẽ đi cày cuốc mấy cái kỹ năng đồ, mấy cái kiếm rồi có thể nâng cấp đồ lên. Ok, và quản lý nhà này, set home này để mà đặt nhà mọi người. Ok, và có rất là nhiều thứ ở đây mình có thể làm ở đây. Ví dụ mình sẽ có cái việc làm mọi người. Đây, không biết việc làm cái gì đây. Mình sẽ có những công việc đó, mình có thể cày cuốc chẳng hạn. Công việc miễn phí nè. Ví dụ mình sẽ người bơi công việc. Để lên cấp trong công việc này bạn cần bơi 100 khối. Và có rất là nhiều thứ đó mình có thể làm cày cuốc trong đây ấy. Ví dụ thờ mỏ công việc này, để lên cấp trong công việc này bạn cần phá hủy 2 quặng. Ok, khá là đơn giản nha. Nhấp để tham gia công việc này. Chắc là mình sẽ công việc thợ mộc này. Để lên cấp trong công việc này bạn cần phá hủy 5 khúc gỗ. Ok, cũng dễ đi. Và tiền thưởng nó tận 15 đô luôn à. Ui, hấp dẫn đấy, hấp dẫn đấy. Ok, mình sẽ làm công việc này luôn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ mình sẽ bước qua cái cánh cổng này để mà bước với thế giới SMB mọi người. Ui, có cái bảng nè, coi chừng nè, trời ơi, cái bảng nhiệt tục thiệt chứ. Ở đây mình có máu với mana nè, chả biết mana để làm cái gì nữa. Bạn nào biết thì hãy comment phía bên dưới nhá. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi bước qua cánh cổng này để mà thế giới bước SMB thôi. Ok mọi người, trời ơi, mới vô mình được spam cái chỗ gọi là khá là xấu nè. Ui, cháy. Tự nhiên mới vô cho mình spam cái chỗ tuyết rồi trời. Spam chỗ này cho sống trời. Không có gỗ nữa, với lại cái gì để mà sinh tồn hết đấy. Hiện tại là có một người chơi mọi người ạ. Không biết là bạn nó đang ở đâu đây. Và nếu bạn nào tham gia SMB thì có thể có tham gia Discord để mà có thể nói chuyện với người chơi khác hoặc là nhận được hỗ trợ từ server nha. Đấy, Discord đang trên màn hình đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua đây. Ở đây có cái rừng, cái đảo nấm hay sao nè mọi người. Toàn thấy là nấm không mà. Ôi, cũng được đó nha. Ôi, có kia có gỗ kìa. Chả biết là mấy cái chỗ này có người chơi nào khác đi qua không. Ui, có con zombie mọi người. Mày như là trong đây là săn quái là có thêm tiền ấy. Ui, nè đó mình đi. Đấy, mọi người có thể thấy những cái thông tin ở phía bên phải kìa. Ví dụ ngày giờ chẳng hạn, SMB và tiền và điểm đó. Rồi, mình đã cày cuốc trong đây đấy. Trong đây thì những cái thông báo nè mọi người. Ok, làm thì cũng có phải là khá là đã. Và phía trên kìa nó có cho mình run kìa mọi người. Mấy cái run rồi mấy cái kill của mình đấy, số lần chết nữa. Cho là mình sẽ cần phải và có một điều là trong đây chết mất đồ nha mọi người. Cho là mình cần phải cẩn thận một xíu. Ui, ây da, trời ơi. Không ra vậy, không nghe tiếng bước chân luôn á. Trời ơi, con creeper này, thiệt chứ. Rồi bây giờ mình sẽ cần phải đào ít gỗ mọi người. Đấy, cần 5 cục gỗ để hoàn thành nhiệm vụ ấy. Mình sẽ đào thêm một cục nữa là hoàn thành rồi này. Ok, hoàn thành nhiệm vụ chưa? Việc làm của mình là bạn đã tham gia công việc được chọn. Rồi, mình nãy mình chưa bấm mọi người, giờ sẽ cần phải làm lại thôi. Ui,
Ông zombie full giáp. À con này. Mày ngon mày qua đây. Mày ngon mày qua đây. Mày ngon qua đây. Full giáp không biết giết tới có được nhiều tiền hơn hay là có được đồ của nó không ta. Ui. Rớt. Giết nó này nó ra một con zombie thừa mọi người. Ui. Hai ít zombie. Ui. Khá là lạ nha. Chưa hiểu mấy cái này lắm. Và hiện tại là nắp giờ rồi mọi người. Ui. Ui. Nó ra con cá gì kìa. Mày. À. Không biết là có ra được cái gì không nhờ. Ui nhưng mà đây là tiền nè. Mình có thể giết nó. Ui có heo kìa. Ui khá là ok nha. Ui bên kia có cừu rồi mọi người. Mình có thể giết nó mà làm giường cũng được ấy. Không biết là trong giường trong xe 7 LP có biết có ngủ được không đây. Ui bên kia có cục trái kìa mọi người. Mà không sao mà ở đây mình sẽ có một con kiều vậy. Ui ok. Rồi giờ mình sẽ chắc cần phải làm cái bàn chế tạo để mà làm cái cây cúp trước mọi người. Chứ làm cái cục gỗ nữa. Cái cúp gỗ để mà đi đào đá trước đã. Cho mày nó không cho cái mình cái cúp ha. Cho cái cúp phải đỏ hơn rồi. À cái con zombie này. Kiếm ăn. Kiếm ăn. Kiếm ăn. Kiếm ăn. Ê ê được. Kiếm ăn nè. Ui nó cho mình cái mũ nha mọi người. À khá là nhiều tiền luôn. Rồi ok bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên kia coi để đa để pha ít đá cái đã. Ui ở đây mình có đá rồi mọi người. Rất là nhiều đá luôn. Ui cái này lạ ta. Không biết là phim của Minecraft phiên bản mới hay sao ấy. Hay là của trong cái server này nữa. Chả biết nữa. Bây giờ mình sẽ phần phải đạp ít đá thôi. A few minutes later. Ok rồi mọi người. Thì sau lúc thì mình đào cũng được khá khá đá ở đây. Ui ui ui. Trời ơi. Nhìn nó xuống cái hang gì này trời. Rồi cả đây mình sẽ xuống cái đây để mà mình chắc là mình sẽ cần phải làm cho mình một cái cúp đá luôn ha. Đây. Mình có thể. Ui ui. Có hiệu ứng gì luôn cơ. Đẹp phải. Mọi người thấy không. Trời ơi. Ok đó nha. Nha nha. Rồi mình có thể đặt ở đây. Đó. Cho mình chế tạo nó sẽ xuất hiện ở đây luôn nè mọi người. Ui. Đã ghê chưa. Đây. Mình đặt lại nè. Đấy mình sẽ kiểu như là như thế này. Đó, nó sẽ có xuất hiện cái đồ lông nè. Ui, xịn thực sự. Rồi chắc là thêm một cái cúp nữa đi ha. Cái rìu chứ lộn. Đây, một cây rìu nữa. Ok, đẹp luôn. Bây giờ mình chắc là mình sẽ làm công việc nè. Việc làm. Mình sẽ đào quặng đi ha. Đây, ở đây mình có hai quặng đồng nè. Ôi, từ từ đi. Không biết dưới đây có quặng sắt không ta. Ui, có than. Ui, có sắt cơ. Lộn luôn. Bây giờ, ui, quá kìa mọi người. Từ 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 mình tới đến trái. Ui có lưu ly luôn nè. Ui từ 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 để mình làm nhiệm vụ cái. Ui con nhện kìa, con nhện kìa. Từ từ từ. Được rồi, được rồi. Được rồi, mấy con này nó. Mấy con này. Ui. Có bạn có một người ghi là TB accept kìa. Ui có một người đòi dịch chuyển qua cho mình kìa. Không biết là bạn đó đòi qua đây làm gì đây. Ui. Ui. Đây nè. Ui. What the. Full Jet Marai luôn. Có thu tầm nữa kìa. Ui. Cho mình xin được không. Ui. Để mình chào bạn thử coi. Ui. Kiếp cơm cưu luôn kìa. Thu tầm nữa kìa. Ui xịn nha. Ở đây mình có ánh sắt nè. Để mình đào ánh sắt cái đã. Ok đấy trời ơi. Được rồi lại cho thu tầm kìa. Ui. Ủa sao mình không chat được nhờ. Ui full giáp đây drive luôn. Xịn thực sự. Ui thì cho mình có hai cái to tùm nữa. Ui đã nha. Trời đúng kiểu SMB mọi người. Ủa mấy bạn nó vô chơi trước ấy. Chơi là chơi xịn thực sự luôn ấy. Ôi mình có hai cục sắt nè. Bút sắt nè ngon. Ui không biết bạn đó ở đâu ta. Để mình dịch cái gì mà về mình dịch chuyển mình tham quan nhà bạn nó thử xem sao nhờ. Ui cái sợ ấy. Ui đây là của cái hang nè. Ui mày ui ui mấy con cái con nhện này dưới đây nó kiểu nhiều thứ lắm rồi. Ui cái hồ nước gì nè. Ở đằng kia có creeper kìa. Rất là nhiều quái luôn ấy. Ui có con scare kìa. Mình nghĩ chắc là mình sẽ cần phải ui lửa kìa. Làm cái khiên không mọi người. Làm cái khiên cho nó an toàn trước rồi đã. Rồi để mình đung hết cái đống sắt này lên đi. Có 5 cục sắt nè. Và mình có cái to tầm nè. Ui xịn. Hình như là bạn đó là bạn đó làm được mấy pha luôn rồi sao ấy. Ui nhìn nó đung rồi. Đẹp ghê chưa. TB accept cho mọi người. Bạn đó lại yêu cầu đòi qua cho mình nữa. Ui đủ à.
No, no, no. Ui. Ui, chết tôi, chết tôi. No, 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 no. Đồ của tôi, đồ của tôi, đồ của tôi, đồ của tôi. Tôi dùng chết đâu. Trời. Trời ơi. Ui, mày nó đồ xịn thật sự. Ai da da. Tại mấy con quái gì đâu không vậy? Cho mình xin tiền nha. Ngon. Ui, hình như bạn này là bạn là nữ hay sao ấy? Để mình coi, gọi để mình hỏi coi bạn là nữ hả? Yeah, boy. Ui, ui, ui. Cái gì đây? Ui, đông sát rồi mọi người. Ui. Cái gì đây? Vãi. Ui. Xịn thế. Ui, cho mình đóng sắt này. Ngon. Ui. Ngon thế nhờ, khởi đầu. Ui. Xịn thế nha. Thôi. Đi mai vậy được rồi mọi người. Giàu rồi. Lên thôi. Giờ mình sẽ cần phải đi lên chắc là làm. Ui. Nữa à. Ui mấy con scare trong đây bắn đâu thế. Rồi đây để mình đi lên phát mọi người ạ. Đây rồi. Hình như là bạn này bạn đã trên lâu hay sao mọi người. Mình tại sao ra núp thế nhờ. Đây đây. Mình sẽ cần phải làm một cái khiên đi ha. Đây. Ui. Gì đấy. Tự nhiên cho mình cái tô tầm này mọi người. Ui có kim cương nữa đây. Ui. Xịn thế nhờ. Mình sẽ ráp cho mình full bộ cái áo kim cương đi ha. Một cái quần nữa mọi người. Trời ơi. Thiếu hai viên kim cương rồi. Để làm đỡ cái quần sắt đi ha. Ôi mà tự nhiên mới vô chơi vậy nó cho hết đồ rồi chơi gì nữa trời. Ngon thế nha. Lụm luôn. Vứt chắc vứt hết đồ starter luôn rồi quá. Ôi ôi ôi. Ôi có cái. Ây da. Ây da. Trời ạ. Có cái Rugender nữa nè. Ui, mình lên cấp gì nè mọi người ạ. Ui. Ơ, thì cho mình. Cho mình cái gì đấy. Đồ xịn thật sự mọi người ạ. Chắc mình có hết mấy cái này đi ha. Ôi, được nha, vậy mình xây nhà nha. Chắc mình lên mình xây nhà quá. Ok, chắc mình đi lên thôi. Như đây là quá đủ rồi. Ôi, mình sẽ làm việc làm đi ha. Dạ, scare này. Ui, mà cái hang cái đây sâu thật sự luôn ấy. Thì mình thử việc làm coi. Việc làm sẽ đi săn quái đi ha. Săn 10 con quái. Ok. Rồi, vô. Ui, mà bạn nó giết hết rồi mọi người ạ. Rồi, một con quái. Mình sẽ đi kiếm thêm quái để mà đi săn mọi người. Đây rồi, đây rồi. Một con. Ui. Cái gì đấy? Sao có giá gì kìa mọi người. À da, trời ơi. Ui, bạn đó kêu mình TBA vậy kìa mọi người. Nhưng mà mình đang săn quái mà. TBA Ngọc. TBA. Rồi, vô nè. Để coi bạn đó đi dịch chuyển mình đến đâu đây. Mong là đừng có dịch chuyển mình đi qua đâu nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cần phải đứng kia nếu mà TB qua đây sao mọi người. Ui, mà mana mình lên được kìa. Đừng di chuyển. Ok. Ui. Nhà ai đấy? À. Đây là những cái bạn trong đây nè mọi người. Ui, phantom, phantom, phantom. Mình chưa có cung. Ui. Dạ, ui. Ở đâu đây, ở đây là ở đâu đây. Ui, có vẻ khá là sâu ấy. Ui, ở đây là cái phế phong quái ấy, mọi người. Ui.
xịn đấy nha. Mấy bạn này chứ cũng chơi lâu rồi mọi người. Ây da, xịn thực sự luôn ấy. Ôi, chắc là mình sẽ cần phải ơi cái gì vậy? Cái hình như là cái nhà vứt rác hay sao mọi người. Da, mới chơi mà được mấy bạn này cho đồ vậy tùm lum rồi. Ôi, ở đây còn có cái khu enchant đó mọi người. Ở đây là cái khu thăm quái nè. Ôi, xịn thực sự luôn ấy. Ôi, lấy đồ được luôn này. Ê, cái gì đấy? Ôi, chắc mình sẽ cần phải lợp một góc nhỏ phía bên dưới để mà xây căn cứ quá mọi người. Rồi, có vẻ như là mấy bạn này không có render rồi. Mình chắc là mình sẽ cần phải leo cái bột quỷ lửa. Nhìn như mắt con này. Ra vô đây đi. Ôi. Ây da da. Ây da. Ô, không có bắt ender. Xuống dưới sao đây trời? Mình đang không có nước. Ở dưới là cái gì vậy ta? Ủa như vậy nó vẫn đang tích cực xây mấy farm mọi người. Nhưng mình đang chưa biết là ở dưới đó là có cái gì đây nè. Thôi kệ đi, chắc là mình sẽ cần phải dùng cái này thôi. Lượm hết đồ trong cái Ruigender ra. Ở đây còn một cái đó mọi người. Ok chưa? Ok, rồi. Xuống thôi mọi người. Mình sống ký sinh về đủ rồi. Ô, cái là nước mọi người ạ. Ây da. Ok đấy, ok đấy. Giờ bây giờ mình sẽ cần phải vô đất liền thôi. Vô đất liền và xây một cái căn cứ cho mình, cho riêng mình mọi người. Chứ không có sống gọi là sống ăn nhờ ở đậu được. Rồi, bây giờ mình sẽ cần phải làm cho mình một cái thuyền nè. Ok. Vứt cái cúp này đi. Vứt cái đồ không cần thiết đi ha. Nói chung là đồ dùng như vậy là mình đủ rồi để mình sống sung sướng sau này rồi. Ok đấy. Không cần phải làm lụm vứt vả nữa mọi người. Giờ mình sẽ bắt đầu xây căn cứ thôi. Ok, chắc là để tập sau mình sẽ bắt đầu dựng một cái căn cứ cho riêng mình quá. Ok,